Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Công Thành, 17 tuổi, trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm vì gây ra vụ chém nhau tại địa bàn phường Hòa An vào tối ngày 1 tháng 4 vừa qua. Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 3 năm 2021, do mâu thuẫn của hai người bạn gái nên nhóm của Thành kéo đi gây gỗ với nhóm của Nguyễn Hữu Thành Công, 15 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Võ Ngọc Thế Khoa, 18 tuổi và Trần Quốc Khánh, 21 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Thành và nhóm của mình đã bàn nhau chuẩn bị vũ khí để đi giải quyết mâu thuẫn giúp bạn. Đến tối ngày 1 tháng 4, tại một quán trà sữa trên địa bàn phường Hòa An, hai nhóm khiêu khích và Thành dùng hung khí xông vào chém Công, thương tích 13%, Khoa 12% và Khánh là 13%. Sau khi gây án, các đối tượng tháo chạy, riêng Thành lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Tối ngày 7 tháng 7, Thành bị bắt giữ khi xuất hiện trên địa bàn. Được biết trước đó, Thành còn gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích khác và để lại hậu quả nghiêm trọng cho các bị hại.